Thưa quý vị, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đồng hành hỗ trợ quảng bá kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Sáng nay tại thành phố Rạch Giá, Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP Kiên Giang. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cửa hàng trưng bày, ban tổ chức đã trưng bày 66 sản phẩm OCOP thuộc 15 huyện thành phố như nước mắm Phú Quốc, mật ong qua tràm, mật ong ruồi, trà mắng cầu sim, rượu đào, kẹo sim, yến xào nguyên bản, mắm tám vô. Đến nay, tỉnh Kiên Giang có 269 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao, 36 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 227 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Với sự đa dạng về sản phẩm và chất lượng không ngừng được nâng cao, các sản phẩm OCOP có tiềm năng lớn để thương mại hóa và tiếp cận sâu rộng các thị trường. Hôm nay, lần đầu tiên Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang kết nối tổ chức khai trương cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, không chỉ là mốc quan trọng trong hoạt động của Hội Nông dân, mà còn là cầu nối tiếp tục giúp các sản phẩm đặc sản của Kiên Giang tiếp cận được nhiều hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. Tại lễ khai trương, đại diện lãnh đạo các sở ngành, một số đại biểu đã cắt băng khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP Kiên Giang tại nhà hàng Gió Biển, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.